Em vẽ gì đấy? Em đang vẽ hoa sen lên một cái quần linen. Đây, em vẽ những bông hoa sen cuối mùa hạ. Đấy, những lúc này thì hoa sen đã rụng rồi và lộ ra cái đài sen này. Đã có hạt sen rồi này. Đó. Bắt đầu sen bắt đầu có hạt rồi. Ôi như thế này có mà giả dích đến tận chiều. Đã xong tác phẩm sen cuối hạ, vẽ lên quần. Một chiếc quần thành phẩm đã hoàn thành. Một chiếc quần chất liệu linen ống rộng.